Hôm nay là cái buổi học số 2 của anh chị em mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái gọi là cái ngày bùng nổ theo đà và những cái kỹ thuật để chúng ta nhận diện được cái vùng đáy của thị trường. Hôm nay buổi học hôm nay thì chú trọng vào hai cái nội dung chính như em vừa nói, đó là làm sao để chúng ta biết được một chu kỳ sóng mới của thị trường này. Đấy, và chúng ta xác nhận được đáy, biết được chu kỳ sóng mới thì tức là chúng ta nhìn ra được cái phiên bùng nổ theo đà của thị trường. Như năm ngoái thì làm sao chúng ta biết được cái chu kỳ sóng mới thì được gọi là một lý thuyết về bùng nổ theo đà. Đây là lý thuyết của ông William O'Neil. Nếu mà anh chị em mình muốn đọc thì có thể tìm cuốn Làm giàu từ chứng khoán để đọc. Ông O'Neil ông viết rất là chi tiết ở trong đó và rất nhiều cái nội dung hay để chúng ta học được thêm về chứng khoán. Tức là chúng ta muốn biết về thị trường chuyển đổi từ một giai đoạn đè giá sang giai đoạn tích lũy và đẩy giá thì nó sẽ cần những điều kiện gì? Và tất cả chu kỳ sóng mà cổ phiếu muốn đi lên được thì nó cần phải có phiên bùng nổ theo đà này để đi lên. Nếu mà một thị trường mà đi lên không có phiên bùng nổ theo đà thì lúc đó chúng ta cũng không có cái sự an toàn để chúng ta đầu tư cổ phiếu, và thị trường đó sẽ trong cái giai đoạn đó nó sẽ tăng nhưng rất là yếu mọi người nhé, nó rất là yếu và nó có thể sẽ sớm kết thúc cái nhịp tăng đó. Em lấy ví dụ ở cái biểu đồ về cái nhịp của VN Index. Đây là một cái nhịp của VN Index có cái phiên bùng nổ theo đà. Đấy. Ví dụ những cái nhịp rơi như thế này của thị trường này, những cái nhịp rơi như thế này của thị trường. Đấy. Thì làm sao để chúng ta biết chúng ta có thể tham gia, chúng ta ăn một cái chu kỳ sóng phía sau này của thị trường. Đây. Đây là cái chu kỳ sóng phía sau của thị trường nhé mọi người nhé. Thì trong đó thì chúng ta sau một cái nhịp rơi này, chúng ta sẽ căn cứ vào một cái phiên gọi là phiên bùng nổ theo đà. Chúng ta phải dựa vào một cái tín hiệu của dòng tiền và một cái tín hiệu lan tỏa từ thị trường. Đấy. Nếu mà các anh chị mà mua từ những cái điểm mà thị trường đi lên, ví dụ như thế này, thì chúng ta mới có thể kỳ vọng được là tài khoản chúng ta sẽ ăn được 50-70%, thậm chí là chúng ta x2. Trong cái chu kỳ mà khi thị trường rơi thì chúng ta phải vào đúng cái điểm, có nghĩa là chúng ta không vào sớm quá ở trong những cái nhịp này. Ví dụ nó rơi đến đây chúng ta cũng chưa tham gia, đấy, nó còn phải đi lên, và nó khi đi lên này nó chưa có những cái phiên bùng nổ theo đà để xác nhận cái chu kỳ tăng thì thị trường nó vẫn cứ giảm. Đấy. Thì sau khi giảm như thế này và khi xuất hiện một cái phiên ở đây, cái phiên này gọi là cái phiên bùng nổ theo đà, thì chút nữa như thế nào thì mình sẽ giải thích cho mọi người hiểu. Chúng ta sẽ căn cứ vào đâu để chúng ta biết được rằng đáy của thị trường và cái phiên này gọi là phiên bùng nổ theo đà ấy, mọi người nhé. Cái phiên này thì sau khi chúng ta nhìn thấy cái phiên như thế này ấy, thì ngay lập tức chúng ta sẽ đi tìm những cái mã cổ phiếu nào, hoặc chúng ta đã tìm được những cái mã cổ phiếu nào mà nó đã có một cái chu kỳ tích lũy rồi để chúng ta tham gia sau khi thị trường có phiên bùng nổ theo đà xác nhận. Đấy, xác nhận cái chu kỳ tăng. Đây mọi người có thể thấy đây. Sau một cái nhịp rơi rất là mạnh ở đây, chỉ cần một cái phiên này là chúng ta biết được rằng đây là cái phiên mà thị trường đảo chiều xu hướng nó tăng lên. Đấy. Cũng như cái nhịp này đây, sau một cái chu kỳ rơi thì có một cái phiên này. Cái phiên này chính là cái phiên bùng nổ theo đà này. Đấy, chúng ta nhìn vào đây, chúng ta biết được rằng đó chính là phiên bùng nổ theo đà để chúng ta tham gia cổ phiếu, để thị trường chúng ta ăn chọn những cái con sóng thị trường ở một cái nhịp tiếp theo. Đấy. Điểm tham gia khi tham gia thị trường nhá, mọi người không nên có ý nghĩ là chúng ta bắt đáy thì chúng ta mới kiếm được nhiều lợi nhuận đâu. Mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải mua được đúng điểm khi
thị trường nó có đủ độ an toàn, chúng ta mua đúng điểm chúng ta vẫn có thể x2 tài khoản được đấy, chứ không cần phải bắt đáy đâu nhá. Bắt đáy là nó là con dao hai lưỡi, nếu chúng ta mà bắt đáy nó không chuẩn xác ấy, nó xịt ấy, thì tức là chúng ta đã cầm vào lưỡi dao rồi. Ví dụ bắt đáy như ở cái phiên thị trường như thế này, chúng ta nghĩ đây là đáy và chúng ta bắt thì rất dễ chúng ta sẽ dính thêm một cái nhịp giảm nữa như thế này, thì lúc đó sẽ rất rủi ro cho tài khoản. Khi mua mua cổ phiếu ấy, thì mọi người cũng phải nghĩ về cái rủi ro. Khi bắt đáy ví dụ là mọi người tính là có thể ăn được 10%, nhưng cái rủi ro nó mà rơi tiếp mình có thể mất đến 15-20% là chuyện bình thường nha mọi người nhé. Khi một chu kỳ rơi là nó rơi rất là khốc liệt, nên là cũng không dạy gì mà đi bắt đáy cả. Bắt đáy thì nếu mà thích mạo hiểm thì chúng ta có thể sử dụng cái tỷ trọng nhỏ trong tài khoản của mình thôi, cũng không nên bắt đáy với cả cái tỷ trọng lớn. Đấy. Thì cách lựa chọn mua cái cổ phiếu mà khi chúng ta gọi là đây là cái chúng ta có thể gọi là một cái thông tin để chúng ta xác nhận cái đáy của thị trường. Đấy. Bùng nổ theo đà là chúng ta phải xác nhận được trước cái đáy của thị trường nha mọi người nhé. Và khi xác nhận vùng đáy của thị trường thì các bạn nên nhớ rằng thị trường đạt đỉnh thì sẽ có sự hưng phấn, nhưng khi về vùng đáy thì nó sẽ có sự ảm đạm nhất. Đấy, khi nào mà chúng ta cảm thấy thị trường nó ảm đạm, nó rất là chán thì khả năng cái vùng đáy nó đã loanh quanh ở đây rồi. Lúc đó là không có sự mua bán náo nhiệt giữa các nhà đầu tư mua đi bán lại, và nó chỉ có những cái phiên mà nó tăng nhẹ xong nó lại giảm, tăng nhẹ xong lại giảm. Đấy, và nó gọi là cái sự ảm đạm. Cái ảm đạm này ngoài yếu tố về thông tin, yếu tố về thị trường chung rơi mạnh, thì nó còn có yếu tố về những thông tin xấu tràn ngập trên các báo báo mạng media, rồi tất cả là mọi chúng ta có thể thấy là những cái thông tin xấu nó ra liên tục. Đấy, thông tin xấu, hết thông tin xấu của cái này đến thông tin xấu của cái kia. Đấy, từ những cái thông tin trong nước này cũng như là những cái thông tin về trên thế giới này, thì nó bắt đầu là nó đưa những cái tin, kể cả những cái bài báo cũ nó cũng có thể lôi ra. Thì chúng ta phải lựa chọn về tin tức, tại vì là đọc tin tức nó giống như kiểu theo trend ấy. Khi cổ phiếu lên thì họ nói tốt về cổ phiếu, nhưng khi thị trường xuống thì tất cả mọi thứ nó đều xấu. Người ta giải thích vì sao chúng ta lỗ. Đấy. Người ta sẽ giải thích vì sao cái giai đoạn rồi vừa rồi chúng ta bị thua lỗ nhiều thế là do thông tin này, do thông tin kia. Đấy. Thông tin nó như kiểu là nói vút đuôi. Ngoài ra nó cũng là một cái thành tố để tạo lên cái tâm lý của nhà đầu tư ở giai đoạn đó nhá. Thì một trong những cái thông tin là có cả cái thông tin mà thường gặp ấy, thì nó sẽ có những cái thông tin đó là chỉ số CPI và lãi suất cao đang có xu hướng giảm, hoặc là xuất hiện các gói kích thích về kinh tế và giảm thuế, giống như kiểu cái thời gian vừa qua chúng ta có thể thấy là nó xuất hiện những cái gói kích thích về đầu tư công này, về nền kinh tế này. Đấy, thì cũng rất dễ là cái giai đoạn đó là thị trường nó sẽ vào những cái pha chỉnh và nó sẽ có đáy. Và những cái tin xấu dày đặc trên truyền thông, các chuyên gia thì thi nhau nhận định là thị trường sẽ giảm tiếp, và người ta sẽ giải thích cho anh chị là lý do tại sao nó giảm. Đấy. Còn về về các cổ phiếu thì thị trường thì sẽ giao dịch rất là ảm đạm. Tốc độ rơi thì giảm dần, biên độ nhỏ, khối lượng giao dịch thấp. Đấy, đấy là cái những cái dấu hiệu chúng ta nhận biết được là cái vùng đáy của thị trường nhé. Giao dịch ảm đạm này, tốc độ rơi của cổ phiếu thì giảm dần và nó rơi vào những cái biên độ nhỏ, khối lượng giao dịch của thị trường ấy thì ảm đạm và rất là thấp. Ở trong một số cổ phiếu thì nó còn có những cái thông tin hội đồng quản trị và cổ đông lớn đăng ký mua khối lượng lớn cổ phiếu. Đấy, mọi người có thể thấy là cái giai đoạn này rất nhiều các cổ phiếu có các chủ tịch này, rồi là những người nội bộ của công ty là người ta đăng ký mua cổ phiếu, đúng không ạ? Thì đấy là người ta đã nhìn thấy cái việc là thị trường nó có những cái dấu hiệu mà cái cổ phiếu
nó về cái vùng giá chiết khấu rất là tốt đấy, và những cái người nội bộ ấy, người ta tranh thủ cái nhịp này để người ta mua cổ phiếu, gia tăng cái lượng sở hữu của họ. Đây là một trong những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết được là cái vùng đáy của thị trường nhé mọi người nhé. Còn ở đây là cái ngày tạo đáy, ngày này là ngày tạo đáy, đây là cái ngày tạo đáy nhá, thì nó có thể nó dao động của thị trường chung này. Đây là mình đang nói về thị trường chung. Chúng ta sẽ có một phiên gọi là phiên thứ nhất tạo đáy, và phiên thứ nhất là rất là quan trọng nha mọi người nhá. Nó sẽ giúp cho chúng ta biết được phiên bùng nổ theo đà sẽ rơi vào phiên thứ mấy của cái ngày tạo đáy đó. Nếu phiên bùng nổ theo đà tạo từ ngày thứ tư đến ngày thứ 12 đối với thị trường Việt Nam là bùng nổ mạnh. Còn nếu nó bị bùng nổ muộn quá thì thị trường các chu kỳ sóng đó hoặc phiên bùng nổ đó nó sẽ bị yếu nhá. Cái sóng đấy nó sẽ bị yếu nếu nó bùng nổ muộn quá quá ngày thứ 12. Đấy. Phiên bùng nổ theo đà nó thường rơi vào từ ngày thứ tư đến ngày thứ 12 trong cái nhịp giảm, khi chúng ta xác nhận được cái vùng đáy, xác nhận được cái phiên gọi là phiên đạn tạo đáy thứ nhất nhé mọi người nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau học tiếp và chúng ta sẽ nhận diện được cái phiên này. Phiên thứ nhất tạo đáy thì nó có dạng đầu đầu phiên là giảm 3% và cuối phiên nó phục hồi 2%, thì chúng ta thường gọi nó là cái phiên rút chân nến hoặc là rút chân thanh ba. Đấy. Như cái phương pháp VSA mình đang giới thiệu với mọi người thì chúng ta sẽ gọi là cái phiên rút chân của thanh ba nhé. Đây lấy ví dụ ở thị trường của ngày 29 tháng. Đây. Đây chính là cái phiên thứ nhất tạo đáy đây nhá mọi người nhá. Cái phiên thứ nhất tạo đáy nó là phiên báo báo hiệu thị trường sẽ dừng giảm và nó được gọi là phiên stopping volume 3. Còn stopping volume 3 thì chúng ta sẽ được học ở những cái buổi học sau về những cái thanh ba nhé mọi người nhé. Các bạn phải nhớ rằng nó có thể rũ rất mạnh ở phiên đó, nó có thể giảm 2 đến 3%. Sau đó cuối phiên thì nó rút chân rất mạnh mẽ và quyết liệt. Đây mọi người có thể thấy là cái biên độ dao động của cái phiên này nó rơi vào là 8%. Đấy. Và đóng phiên là nó tăng 3,19% nhé mọi người nhé. Đấy, dao động 8% thì tức là nó đã kéo rũ xuống khoảng nó đã kéo lên kéo xuống là 8% và nó đóng phiên là tăng 3% so với cái giá mở cửa. Nhưng mà cái phiên này thì chúng ta có thể nhận diện rằng là cái mức độ kéo của nó ấy, sau khi nó giảm xong và nó kéo rất là quyết liệt nhá, nó kéo rất là mạnh mẽ nhá. Thì chúng ta và cái phiên này là nó phải có cái đáy thấp nhất trong cái nhịp giảm này, thì đây gọi được gọi là phiên tạo đáy thứ nhất, phiên tạo đáy thứ nhất này. Với nhịp tạo đáy của thị trường, khi xuất hiện cái phiên tạo đáy này thì chúng ta mới bắt đầu để ý đến thị trường để chúng ta đi tìm những cái phiên bùng nổ theo đà mọi người nhé. Thì khi thị trường xác nhận tạo đáy như thế này thì chúng ta mới bắt đầu để ý này, thì cũng giống như cái giai đoạn này, khi thị trường có một cái phiên này, nếu nó xuất hiện những cái phiên bùng nổ theo đà thì chúng ta sẽ gọi đây là cái phiên tạo đáy thứ nhất. Đấy. Phiên này là cái phiên thấp nhất trong cái chu kỳ giảm thì gọi là phiên tạo đáy thứ nhất. Đấy, bắt đầu đếm từ cái phiên này được gọi là cái phiên số 1 này. Cũng có một phiên nữa được gọi là ngày thứ nhất tạo đáy, đó là giảm vào ngày hôm trước và tăng trở lại vào ngày hôm sau. Về bản chất hai thanh ba này là tương tự nhau, nhưng nó đều giảm trước và tăng sau, khác nhau ở một chỗ là một cái nó giảm xong nó tăng luôn trong phiên, giống cái phiên này. Đây mình gọi là cái dạng cái phiên tạo đáy số 1 nhá. Đây là dạng cái phiên tạo đáy số 1 này, là nó sẽ giảm và nó tăng luôn trong phiên. Đấy. Thì để mình lấy một cái ví dụ về cái phiên tạo đáy thứ nhất, nhưng mà nó là cái ngày hôm trước giảm, hôm sau nó tăng. Đấy, đấy là cũng là một cái dạng phiên của ngày tạo đáy thứ nhất.
Đây nha mọi người nhá. Có một cái thanh này này. Cái thanh này hai cái thanh ba này nó gộp vào nhau này, nó tạo thành một cái phiên tạo đáy thứ nhất này. Đấy. Ngày hôm trước thì nó giảm là 3,16%. Nhưng đến ngày hôm sau nó có một thanh tăng lên 1,97%, tức là tăng lên khoảng 2%. Thì hai cái thanh này nó ghép lại thì nó sẽ tạo thành cái phiên tạo đáy thứ nhất nhá, nó sẽ tạo thành cái ngày tạo đáy thứ nhất, và cái chúng ta sẽ lấy cái ngày tạo đáy thứ nhất là cái thanh số 2 này. Đấy. Đây là một cái dạng nhá, nó có hai cái dạng của ngày tạo đáy thứ nhất. Một cái là giảm trong phiên và tăng trong phiên, còn một cái dạng thứ hai là ngày hôm trước giảm, hôm sau tăng. Đấy. Đây chỉ là, tuy nhiên thì cái ngày tạo đáy thứ nhất nó chỉ là một cái điều kiện cần, còn điều kiện đủ thì nó cần có phiên bùng nổ theo đà để xác nhận. Và cái này chúng ta sẽ xác nhận ở thời điểm có thể tham gia vào thị trường, đó là chúng ta nhìn thấy cái phiên bùng nổ theo đà. Đây, có hai loại này, giảm 3% này, cuối phiên hồi phục 2%, hoặc là giảm 2% vào ngày hôm trước và tăng trở lại vào ngày hôm sau thì cũng gọi là cái ngày tạo đáy nhá, phiên tạo đáy thứ nhất. Đấy. Còn bắt đầu nói đến cái ngày bùng nổ theo đà. Đấy. Thì khi thị trường rơi rồi thì mọi người phải đứng ngoài đủ lâu và không được tái hòa nhập thị trường quá sớm. Ví dụ như cái giai đoạn này. Khi thị trường nó rơi mạnh như thế này ấy, thì mọi người phải phải đứng ngoài. Mọi người phải đứng ngoài chờ nó rơi hết thì mọi người mới tham gia nhé. Cái giai đoạn này của chúng ta này, chúng ta cũng chưa có những cái dữ liệu đầy đủ để chúng ta có thể tham gia vào những cái phiên như thế này. Đây là một cái nhịp rơi của thị trường rất là mạnh này. Đấy, và nó có nhịp hồi nó đang tích lũy như thế này thôi, cũng chưa đủ điều kiện để chúng ta tham gia. Chúng ta mà tham gia thời điểm này thì tức là chúng ta đã tham gia nó hơi sớm. Nếu mà mọi người trong cái giai đoạn thị trường nó rơi như thế này, nó có những cái nhịp hồi, ví dụ nhịp hồi như này, mà mọi người tham gia quá sớm, mọi người là không bán cổ phiếu đi mà mọi người còn mua thêm ấy, thì khi nó rơi đến cái nhịp tiếp theo thì mọi người rất khó để mọi người cắt lỗ nhá, tại vì cái nhịp hồi của nó rất là ngắn. Đấy. Vì thế nên chúng ta cái điều kiện để chúng ta tham gia là chúng ta phải cảm thấy sự an toàn thì chúng ta mới tham gia ấy, mọi người nhá. Cứ để cho thị trường nó rơi chứ đừng đoán đáy sớm. Khi thị trường rơi thì nó sẽ có từ 3 đến 5 nhịp rơi thì nó mới hình thành đáy, và nhịp rơi cuối thường là nhịp rơi mạnh và khốc liệt trong một chu kỳ rơi. Đây, ví dụ cái nhịp này, nhịp thị trường rơi như này thì nó sẽ một lần rơi như thế này thì chúng ta gọi đây là một nhịp rơi này. Nó hồi đến hai nhịp rơi này. Và đây, đây là cái ba nhịp rơi nha mọi người nhá. Và đây là ba nhịp rơi của thị trường. Đấy, thì cái nhịp rơi càng về cuối thì nó rơi càng mạnh. Thì mọi người có thể thấy nếu mà chúng ta vẫn chưa nhìn thấy cái phiên bùng nổ theo đà, cái phiên này ấy, những cái phiên này nó không phải là những cái phiên bùng nổ theo đà. Vì sao? Vì mọi người có thể thấy này, nó tăng điểm nhưng mà với một cái khối lượng nó rất là thấp. Với cái khối lượng thấp như thế này thì nó chưa đạt những cái điều kiện để chúng ta gọi nó là cái phiên bùng nổ theo đà. Đấy. Nó phải 3 đến 5 lần chì kéo rũ bỏ thì thị trường sẽ đổi chiều. Một vài ngày đầu chỉ số kết thúc với giá cao hơn ngày giảm thấp nhất thì mọi người hãy cứ ngồi yên nhé. Từ ngày thứ tư đến ngày thứ 10 thì chỉ số tăng ít nhất 1,5% và cái khối lượng giao dịch lớn gấp 1,5 lần đến 2 lần trung bình 10 phiên. Tuy nhiên thì ở cái thị trường thời điểm hiện tại ấy, cái khối lượng giao dịch lớn gấp 1,5 lần đến 2 lần khối lượng trung bình 10 phiên thì chúng ta rất là khó để chúng ta xác nhận được cái việc này. Và chúng ta xác nhận được thì nó về cái điều kiện gì? Đây, cái điều kiện.
nó xác nhận ở cái, chúng ta sẽ xem một cái phiên mà bùng nổ theo đà nó bị thất bại nhá. Cái này có rất nhiều cái phiên, chúng ta phải xem những cái phiên mà nó tạo đáy cơ. Chúng ta sẽ xem những cái phiên bùng nổ theo đà. Đây, mọi người giới thiệu mọi người thì đây là những cái phiên mà chúng ta gọi là cái phiên thứ nhất tạo đáy đây. Nó là một cái phiên mà dao động là nó giảm, tăng giảm luôn trong phiên với biên độ là 8% như vừa rồi. Và chúng ta xác định được cái phiên đây là, đây gọi là cái phiên thứ thứ nhất nhá. Đây là cái phiên số 2 này. Cái đây là cái phiên số 3 và đây là cái phiên số 4 của bùng nổ theo đà. Thì cái phiên số 4 này thì chúng ta xác nhận nó là cái phiên bùng nổ theo đà. Tại vì sao? Bởi vì cái phiên này ấy, nó có sự tăng giá rất là mạnh mẽ, và dòng tiền, cái quan trọng nhất ấy, là cái dòng tiền nó lan tỏa được đến tất cả các cổ phiếu. Nó lan tỏa được đến tất cả các cổ phiếu nhé mọi người nhé. Điều kiện để có bùng nổ theo đà thành công là nó phải có biên độ lớn và xuất hiện từ phiên thứ tư trở đi và tăng ít nhất là 1,5%. Nhưng đối với thị trường hiện tại thì nó có thể tăng từ 2 đến 3%. Và khối lượng thì nó rất cao và quyết liệt, nhưng đôi khi so sánh với trung bình 10 ngày thì nó hơi khó. Thì mình vừa giải thích tại sao lại khó, tại vì là cái giai đoạn trước ở khi ở cái vùng đỉnh ấy thì nó có khối lượng giao dịch rất là lớn. Vì thế chúng ta xác định cái khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên thì nó rất là khó cho chúng ta, bởi vì là cái khối lượng của cái phiên này tuy nó dòng tiền lan tỏa và nó đánh rất là quyết liệt, nhưng nó vẫn là chưa chưa bằng cái trung bình 10 phiên mọi người nhé. Thì nên là cái phiên nào ấy mà khi chúng ta đã nhìn thấy cái phiên tạo đáy số 1 rồi ấy, mà chúng ta gặp một cái phiên mà thị trường nó tăng rất là mạnh mẽ, nó từ một cái dòng cổ phiếu này nó lan tỏa đến tất cả các dòng cổ phiếu khác, và có rất nhiều dòng cổ phiếu nó có các mã cổ phiếu tăng trần nhá, nó đồng loạt đi lên ấy, thì lúc đó chúng ta xác nhận là một cái phiên bùng nổ theo đà kết hợp với cái chỉ số của thị trường nó tăng rất là mạnh mẽ và tăng ít nhất là 1,5% nha mọi người nhá. Ở đây là nó đang tăng đến 3% thì nó rất là mạnh mẽ ở cái phiên này. Đây này. Cái phiên này thì mình cũng vừa nói mọi người, đây chính là cái phiên mà tạo đáy thứ nhất. Thì bắt đầu mình đếm cái phiên tạo đáy thứ nhất nhá. Đây là gọi là số 1 này. Thì mình sẽ đếm 1 2 3. Đây 1 2 3 4, và cái phiên thứ tư này chính là cái phiên bùng nổ theo đà này. Đấy. Thì để mình xác nhận được cái việc đấy, việc bùng nổ theo đà. Chúng ta có thể nhận biết phiên đó vì nó có khối lượng cao. Có thể không cao bằng các phiên trước nhưng nó có khối lượng phải cao. Đấy, ít nhất là cao hơn trung bình 10 phiên. Và lan tỏa đến tất cả các cổ phiếu và có rất nhiều cổ phiếu tăng trần. Nó thể hiện một điều rằng Big Boy đang mua vào và tăng quyết liệt như vậy, và nó báo hiệu một chu kỳ sóng mới, nó lan tỏa cho các dòng cổ phiếu thay nhau đi lên từ một dòng và lan tỏa các dòng cổ phiếu khác đi lên. Đấy, mọi người có thể thấy này. Sau khi có cái phiên này thì thị trường nó đã đi lên được một đoạn rất là dài, rất là xa. Đấy, thì cũng là cái cơ sở để chúng ta có thể lựa chọn cổ phiếu, để chúng ta mua cổ phiếu ở giai đoạn này nhé mọi người nhé. Đấy, sau khi nhìn thấy cái phiên này này, bắt đầu anh em quay vào tìm những cái cổ phiếu nào nó có nền tảng tích lũy, và chúng ta sẽ canh những cái điểm để chúng ta mua, vì chúng ta đã yên tâm rằng cái phiên này là nó xác nhận đảo chiều của xu hướng, đảo chiều từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng của thị trường chung. Và có một điều nữa là khi chúng ta tham gia lựa chọn cổ phiếu nhá, thì chúng ta phải chọn những cổ phiếu nó có mẫu hình. Phải chọn các cổ phiếu nó có kênh xu hướng lên. Đấy. Phải chọn cổ phiếu nó có mẫu hình và phải chọn những cái cổ phiếu nó có xác nhận cái xu hướng lên mọi người nhé.
Ví dụ thị trường tháng 3 năm 2020. Đây, thị trường vào tháng 3 năm 2020 thì như mọi người có thể thấy đây này. Đây thì chúng ta đây là cái dạng mẫu hình mà có hai phiên để ghép vào thành một cái phiên tạo đáy thứ nhất nha mọi người nhé. Hai phiên này, đây là cái phiên mà hôm trước nó giảm, nó không giảm, nó có một cái biên độ dao động lớn nhưng nó không giảm mạnh. Đấy. Có một biên độ dao động lớn và nó kéo về cuối phiên. Tuy nhiên thì đến cái ngày hôm sau thì nó có một cái phiên tăng, gọi là cái phiên tăng để che lấp cái phiên đấy. Thì hai phiên này ghép lại chúng ta sẽ gọi là cái phiên tạo đáy thứ nhất này. Và cái phiên mà có đáy thấp nhất thì chúng ta tính là cái phiên số 1. Khi mà có đáy thấp nhất trong một cái chu kỳ giảm ấy thì chúng ta tính đây là một cái đáy số 1 này. Đấy, đây là phiên tạo đáy thứ nhất và chúng ta gọi nó là số 1 nhá. Và chúng ta có thể thấy ở đây là cái phiên thứ hai này, phiên thứ ba này. Cái phiên thứ ba này không phải gọi là bùng nổ theo đà bởi vì nó tăng, tuy tăng là 3% nhưng nó với cái khối lượng nó không được lớn lắm. Vì thế đây không phải là cái phiên bùng nổ theo đà nhá, chúng ta vẫn phải chờ một cái phiên tăng mạnh hơn nữa. Và đó là cái phiên ngày thứ tư, tức là ngày mùng 6 tháng 4 năm 2020. Ở cái phiên này thì chúng ta có thể thấy là thị trường tăng 4,98%, tức là tăng gần 5% với một cái khối lượng đi vào mạnh mẽ và dòng tiền nó lan tỏa đến tất cả các cổ phiếu. Dòng tiền nó lan tỏa đến tất cả các cổ phiếu nhá. Thì chu kỳ lúc đó thị trường nó sẽ có một cái nhịp tăng rất là tốt đấy. Và lấy ở một cái ví dụ ở cái cổ phiếu trong cái chu kỳ này, chu kỳ của tháng 4 năm 2020 thì chúng ta có một cái cổ phiếu của DGC. Đây. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy không? Đây là cái cổ phiếu của DGC nhá. Trong khi thị trường chung, đây để lấy so sánh với thị trường chung này. Đấy, chúng ta có thể so sánh với thị trường chung ở cái nhịp này nhá. Nhịp này là cái dòng cổ phiếu của cái con cổ phiếu DGC này này, nó là một cái cổ phiếu mà nó đã có nền tảng tích lũy rồi. Đấy, và khi chúng ta nhìn thấy cái phiên bùng nổ theo đà này. Phiên này là cái phiên bùng nổ theo đà này thì chúng ta sẽ lựa chọn mua cổ phiếu, có thể chúng ta sẽ mua luôn ở cái phiên này được. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải lựa chọn cái cổ phiếu mà nó đã có một cái nền tảng tích lũy nhá và nó có mẫu hình nhá. Và cái cổ phiếu của DGC này nó đã có một nền tảng dài tích lũy từ phía trước rồi. Đây mọi người có thể thấy không? Nó đã có một nền tảng tích lũy rất dài ở phía trước và nó có mẫu hình. Cái mẫu hình của cổ phiếu này chính là cái mẫu hình gãy nền rũ. Gãy nền rũ này, nó đang ở trên một cái nền, bắt đầu nó gãy xuống một nhịp và nó tạo đà để nó đi lên nhé mọi người nhé. Và cái nhịp rũ cuối cùng này là cái nhịp rũ sạch tất cả các nhà đầu tư đang tham gia cổ phiếu đấy. Và chúng ta khi chúng ta xác nhận được rằng thị trường đã có phiên bùng nổ theo đà rồi thì lúc đó chúng ta sẽ quay vào, chúng ta tìm những cái mã cổ phiếu nào mà nó có nền tích lũy đủ lâu từ 4 đến 6 tháng và nó đang có một cái xu hướng, đó là xu hướng tăng, thì lúc đó chúng ta sẽ mua vào cái cổ phiếu như DGC này ở cái giai đoạn này. Đấy thì chúng ta có thể ăn một cái con sóng như thế này, mọi người có thể thấy không? Khi chúng ta mà nhìn thấy phiên bùng nổ theo đà rồi, chúng ta vào mua luôn cổ phiếu của DGC. Cái cổ phiếu này nó phải là một cái cổ phiếu trong tầm ngắm của chúng ta nhé. Cổ phiếu trong tầm ngắm của chúng ta thì các anh chị có thể thấy không? Một con sóng của nó kéo chúng ta ăn, có thể đây này. Đấy, mọi người mà mua được từ những cái phiên bùng nổ theo đà từ đây thì cái lợi nhuận của mọi người ăn nó có thể x2 là chuyện bình thường nhé mọi người nhé. Đừng nói đến cái việc mà chúng ta chỉ ăn 30 đến 50%. Đến đây nó đã là 300% rồi đấy mọi người ạ. Đấy, mua chúng ta chỉ cần mua đúng điểm mà chúng ta biết thị trường là nó sẽ vào chu kỳ tăng thì chúng ta mới mua nhá. Còn anh chị mà vẫn cố chấp mua ở những cái phiên bắt đáy thì như mình nói vừa rồi, nếu mà ăn thì không sao nhưng mà lỗ thì chúng ta lỗ 20 30% thì đến cái phiên bùng nổ theo đà này chúng ta lấy tiền đâu để chúng ta mua, đúng không mọi người?
Đấy, như con DGC này, cái giai đoạn trước khi thị trường này, đấy, sau khi có phiên bùng nổ theo đà ở đây, thị trường bắt đầu tăng thì cái cổ phiếu này nó là cái cổ phiếu tăng. Đấy, nó tăng rất là mạnh mẽ và chúng ta có thể kiếm lợi nhuận rất nhiều từ cái việc mà chúng ta mua đúng điểm nhé mọi người nhé. Anh chị có thể mua, nếu mà mua như cái cổ phiếu DGC này, chúng ta mua ở đây chúng ta có thể giải ngân trước 30% và chúng ta sẽ mua thêm ở những cái phiên bùng nổ tiếp theo của cổ phiếu nhé. Thì lúc đó chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận nhiều nhất có thể khi thị trường nó vào những cái nhịp nó uptrend. Đấy. Đấy, lấy một cái ví dụ như cổ phiếu DGC này thôi thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Và bây giờ sẽ mình sẽ nói thêm về những cái ví dụ nữa để chúng ta mua được những cái cổ phiếu. Đây. Đây là thị trường chung này, đây là một cái nhịp mà nó đi lên từ cái phiên bùng nổ theo đà và nó có một nhịp kéo như này, nhưng mà cổ phiếu DGC là một cổ phiếu đem lại lợi nhuận rất là lớn. Vì thế nên là anh chị em bây giờ ấy, thời điểm này ấy, là cái thời điểm mà chúng ta đi tìm những cổ phiếu có nền tảng tích lũy lớn. Ví dụ như những cái cổ phiếu mà dòng bán lẻ như mình vừa nói. Đây lấy ví dụ cho anh em luôn là những cái cổ phiếu của dòng bán lẻ. Mọi người có thể thấy không? Khi thị trường giảm thì cái cổ phiếu này nó đã có một nền tảng tích lũy rồi và nó cứ loanh quanh ở trong cái biên độ này của nó thôi. Đấy. Thì khi mà thị trường có những cái dấu hiệu bùng nổ theo đà thì những cái cổ phiếu như thế này là cái lựa chọn số 1 của chúng ta, chứ không phải là cái thời điểm bùng nổ theo đà mà chúng ta đi mua những cái cổ phiếu dòng bất động sản đâu mọi người nhé. Bất động sản nó chưa có một nền tảng tích lũy đủ lớn. Đấy, nó mới kết thúc cái nhịp đè giá của nó thôi và nó cứ tăng tăng giảm giảm ở trong một cái biên độ tích lũy thì chúng ta không nên tham gia vào những cổ phiếu này. Khi thị trường mà có bùng nổ theo đà, các anh chị mà mua sai cổ phiếu thì mình cũng không có tiền đâu, cũng không có lợi nhuận đâu. Đấy, nên chúng ta phải chọn chọn đúng ngành, đúng nghề, đúng cái ngành cổ phiếu mà nó đang có nền tảng tích lũy lớn. Đây, đấy, gợi ý với mọi người luôn là cái dòng bán lẻ nó có nền tảng tích lũy khá là lớn. Đấy, thủy sản thì để xem, đây thủy sản thì nó cũng có nền tảng tích lũy khá là lớn. Đấy, tuy nhiên vừa rồi nó cũng tăng trồi sụt thì mình cũng hy vọng rằng nó có những cái biên độ nó sẽ tích lũy lại ở đây, thì lúc lúc đó chúng ta sẽ có những cái điểm để chúng ta tham gia lại những cái cổ phiếu này nhé mọi người nhé. Đấy, chúng ta phải đi chọn lựa cổ phiếu ngay từ bây giờ, ngay từ khi chúng ta đang cầm tiền, chứ bây giờ mọi người đừng đừng nên mua khi thị trường nó đang giảm nhé mọi người nhé, rất là rủi ro đấy. Có thể buổi sáng mọi người mua có thể ăn được 3 đến 5%, nhưng buổi chiều phiên ATC nó có thể đạp một cái là thôi mất hết lãi, có khi còn lỗ, đến phiên hôm sau còn lỗ ấy. Chúng ta sẽ đi xem tiếp một vài ví dụ về cái phiên bùng nổ theo đà của VN Index nhé mọi người nhé. Đây, cái này thì cũng vừa giới thiệu rồi, đây là chính là cái phiên thứ nhất tạo đáy này và chúng ta đếm này, đây là một này, hai này, ba này, bốn này, đây và đây chính là cái phiên bùng nổ theo đà. Phiên bùng nổ theo đà nó thường xuất hiện từ cái phiên thứ 4 đến cái phiên thứ 12, xuất hiện từ phiên thứ 4 đến phiên thứ 12 nhé mọi người nhé. Cũng có một cái trường hợp nó xuất hiện sớm nhưng mà nó chỉ là cái trường hợp thiểu số thôi, nó cũng không không phải là cái số đông trong cái phiên bùng nổ theo đà. Thì mọi người cũng lưu ý cái phiên bùng nổ theo đà nó sẽ xuất hiện vào cái ngày thứ tư sau khi tạo đáy đấy, và cái thị trường chung của chúng ta bây giờ ấy, chúng ta cũng có thể để ý được rồi, có nghĩa là cái phiên này thì chúng ta cứ tạm gọi nó là cái phiên thứ nhất tạo đáy đi. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi những cái phiên mà nó có cái phiên bùng nổ theo đà đấy. Và phiên bùng nổ theo đà là cái khối lượng, cái phần trăm tăng giá của nó ấy, là ít nhất phải 1,5% và nó có sự lan tỏa đến tất cả các nhóm ngành, tất cả các cổ phiếu và rất nhiều cổ phiếu tăng trần nha mọi người nhá. Mọi người phải nhớ cái điều đó để khi chúng ta xác nhận được cái phiên đó thì chúng ta sẽ có sự an toàn nhất định và đi tìm những cái cổ phiếu để chúng ta mua. Thì coi như cái thị trường hôm nay
chung của chúng ta hiện tại thì đây là cái phiên thứ nhất tạo đáy đi. Nếu mà nó không có, nó có những cái nhịp mà nó giảm thủng cái đáy này thì lúc đó chúng ta lại đi tìm cái phiên thứ nhất tạo đáy tiếp. Chứ còn cái phiên này nếu mà bị thủng qua thì chúng ta sẽ không gọi nó là cái phiên thứ nhất tạo đáy nữa. Đấy. Và chúng ta đến khi nào chúng ta phải xác nhận được rằng nó có phiên bùng nổ theo đà thì lúc đó chúng ta mới tham gia cái tỷ trọng lớn mua cổ phiếu nhé mọi người nhé. Trong nhịp đi lên thì nó cũng có các cái nhịp điều chỉnh ở trong cái năm 2020. Đây, ví dụ như cái trong cái nhịp đi lên từ sau cái phiên bùng nổ theo đà này, nó cũng có các nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên các nhịp này là trường hợp bất khả kháng. Đây là cái thông tin COVID của lần thứ nhất đấy đối với thị trường Việt Nam. Và cái phiên giảm thứ hai này là cái nhịp mà có những cái thông tin COVID lần thứ hai đối với thị trường Việt Nam. Đấy, thì nó sẽ có tăng có giảm. Tuy nhiên thì nó sẽ không dễ để nó quay lại một cái xu hướng giảm tiếp nhé mọi người nhé. Đấy. Đây là cái phiên bùng nổ theo đà của cái giai đoạn mùng 6 tháng 4 năm 2020, chính là cái phiên bùng nổ theo đà. Đây, lấy ví dụ tiếp một cái phiên bùng nổ theo đà thành công của cái năm 2018 để mọi người đây. Đây sẽ là một cái phiên mà gọi là cái phiên bùng nổ theo đà thành công. Đây nhá. Thì mọi người có thể thấy là cái phiên này là nó là cái mức điểm giảm thấp nhất là 885,9 và cái phiên này là 884,75. Thì mình sẽ gọi cái phiên mà thấp nhất ở đây chính là cái phiên ngày tạo đáy thứ nhất. Đây là ngày tạo đáy thứ nhất nhá. Ngày tạo đáy thứ nhất này. Và chúng ta sẽ đếm 1 2 3 4. Thì cái phiên thứ tư này chính là cái phiên bùng nổ theo đà, mọi người có thể thấy này. Cái phiên thứ tư này nó tăng với biên độ là 2,29% với cái khối lượng nó trên mức trung bình 10 phiên và cái phiên này nó lan tỏa được tất cả các nhóm ngành, nó lan tỏa cái sự tăng giá đến tất cả các nhóm ngành. Thì đây chính là một cái phiên bùng nổ theo đà thành công. Và sau cái phiên bùng nổ theo đà đó thì nó có một cái nhịp tăng. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy cái nhịp giảm ở đây, cái nhịp giảm ở đây nó nhìn nó rất là lắt léo. Nhưng mà trong cái thời điểm này thì có rất nhiều cái cổ phiếu mà chúng ta mua được ở thời điểm này, nó đem lại lợi nhuận rất là lớn nha mọi người nhé. Ngày 18 tháng 7 năm 2018, ví dụ như cái cổ phiếu của giai đoạn này nó đem lại lợi nhuận lớn, đó là cổ phiếu của nhóm ngành dầu khí. Nhóm ngành dầu khí cái giai đoạn này đem lại lợi nhuận rất là tốt. Đây, nhóm ngành dầu khí cái giai đoạn này có cổ phiếu PVS này, PVD này. Đây, cổ phiếu PVD thì nó là chọn được mua đúng cái cổ phiếu này thì nó mạnh hơn. Đây, ngày đấy cái cổ phiếu này thì nó cũng đã có sự tạo đáy khi cái thị trường chung ngày 18 tháng 7, tức là cái phiên này nó cũng tăng mạnh mẽ cùng với thị trường đây mọi người này. Đấy. Cái cổ phiếu này nó cũng có một cái nền tảng tích lũy và cái phiên này là cái phiên mà ngày bùng nổ theo đà thì cái cổ phiếu như PVD này thì nó cũng chạy được khoảng 80%, sau đó nó mới kết thúc cái chu kỳ nha mọi người nhá. Cái phiên bùng nổ theo đà sau khi có này, mọi người có thể lựa chọn tham gia cổ phiếu. Ví dụ như những cái cổ phiếu của dòng dầu khí giai đoạn này thì mình có thể mua được cái dòng cổ phiếu này. Nó có cái mẫu hình mà nó tích lũy xong bắt đầu nó gãy rũ này. Đây. Thì cái cổ phiếu nó gãy rũ như thế này thì chúng ta sẽ chọn được một cái cổ phiếu mà chúng ta mua trong giai đoạn này để kiếm lợi nhuận nhá. Kiếm những cái dòng nào mà nó có cũng có một cái nền tảng tích lũy để chúng ta mua. Đấy.
ví dụ về một cái phiên bùng nổ theo đà của thị trường chung nữa, và một cái nhóm cổ phiếu nó là những cái nhóm ngành cổ phiếu có sự tích lũy khi thị trường chung giảm và nó sẽ tăng sau khi có những cái phiên bùng nổ theo đà. Đấy. Thì em sẽ lấy một cái ví dụ về cổ phiếu trong cái năm 2014. Đấy, cái thị trường trong năm 2014 này mọi người có thể thấy là nó cũng có một nhịp rơi này, hai nhịp rơi này và nó có ba nhịp rơi mọi người ạ. Ở cái thị trường năm 2014 này là nó có ba nhịp rơi nhá. Ba nhịp rơi, sau khi ba nhịp rơi thì nó có những cái phiên tạo đáy. Đấy, nó có những cái phiên tạo đáy và nó có những cái phiên bùng nổ theo đà. Thì chúng ta có thể xác nhận được rằng cái phiên này chính là cái phiên tạo đáy số 1. Đây, cái phiên tạo đáy số 1 đây. Mọi người. Phiên tạo đáy số 1 và đến cái phiên thứ đếm nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11. Đến cái phiên thứ 11 thì nó mới có cái phiên bùng nổ theo đà ấy, mọi người nhá. Những cái phiên này tăng điểm là 0,92% thì không phải, đây là tăng 1,5%. Đấy, đến cái phiên này thì nó mới có một cái phiên bùng nổ theo đà, là cái phiên thứ 11, vẫn nằm trong cái giới hạn của chúng ta là trong phiên thứ tư đến phiên thứ 12, và có cái sự tin tưởng nhất định của thị trường. Tuy thị trường ở cái đoạn này nó rơi lòng ngoằng nhưng mà nó cũng không rơi được đến cái đáy cuối cùng của cái đáy thấp nhất của cái phiên tạo đáy số 1 nhá. Thì trong cái giai đoạn này thị trường nó rơi như thế này thôi, nhưng mà những cái cổ phiếu về dòng ngân hàng thì nó cũng có những cái nhịp mà nó tăng rất là tốt. Ví dụ như cái cổ phiếu của BID. Đấy, hình thanh này, thanh HLC này, thanh mỏng này. BID nhá, nó có phiên bùng nổ theo đà này. Đấy, thì cái cổ phiếu BID này sau khi thị trường chung xuất hiện cái phiên bùng nổ theo đà thì mãi phía sau thì cái cổ phiếu BID này nó mới có những cái nhịp tăng tăng khá là khỏe về cái những cái phiên sau. Thì để mở đây. Cái này cứ mở cái là nó nhảy nhảy lại về từ đầu. Thế là so sánh này với VN Index. Đấy. Sau khi có những cái phiên bùng nổ theo đà thì đến những cái phiên sau thì cái cổ phiếu của dòng ngân hàng này nó mới tăng nhé mọi người nhá. Tuy là cái giai đoạn này nó đánh rất là ngoằn nghèo ở thị trường này, nhưng chúng ta mua đúng cái cổ phiếu BID này thì chúng ta cũng có thể kiếm được cái lợi nhuận rất là lớn. Đấy. Và mọi người có thể thấy đây là cái phiên bùng nổ theo đà, là cái phiên số 11. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Và cái phiên này là cái phiên bùng nổ theo đà này. Đấy. Thị trường chung bùng nổ theo đà này. Đấy, thì cái cổ phiếu này nó vẫn đang ở trong một biên độ tích lũy. Thì chúng ta có thể lựa chọn những cái cổ phiếu này khi nó có những cái biên độ tăng tiếp theo cùng chung với thị trường chung nhé mọi người nhé. Đấy. Thì quan trọng nhất là anh chị phải tìm được những cái cổ phiếu nào nó có nền tảng tích lũy rồi. Nền tảng tích lũy rồi thì chúng ta mới xác nhận được rằng chúng ta sẽ mua những cổ phiếu này để chúng ta ăn những giai đoạn về sau. Và các chị có thể thấy những cái cổ phiếu này nó cũng có một cái nền tảng tích lũy như cái dòng bán lẻ của chúng ta thời điểm bây giờ. Đấy. Ngoài dòng bán lẻ ra thì các anh chị có thể tìm những cái dòng cổ phiếu khác mà nó có nền tảng tích lũy dài nhá, mà nó chưa chạy được bao nhiêu và nó không bị giảm sâu khi thị trường điều chỉnh nhá. Thì đấy là những cái cổ phiếu mà chúng ta sẽ phải ưu tiên để chúng ta mua ngay khi thị trường có cái phiên xác nhận của bùng nổ theo đà. Đấy.
Thì bây giờ thì em cũng mình cũng đi lấy một cái phiên bùng nổ theo đà đặc biệt để mọi người xem nhá. Thì nó có một cái phiên bùng nổ theo đà dạng đặc biệt, nó sẽ bùng nổ ngay sau cái phiên tạo đáy. Thì chúng ta cũng có những cái nhiều cái loại mà dạng phiên để chúng ta có thể chúng ta nhận biết khi chúng ta tham gia ở trên thị trường, và chúng ta sẽ xác nhận được những cái đáy của thị trường. Đấy. Xác nhận đáy của thị trường thì đó phải là những cái nơi mà có sự giao dịch ảm đạm này. Đó là những cái nơi mà mọi người thông tin xấu ra rất là nhiều này, những cái nơi mà những cái cổ phiếu, những cái người trong nội bộ người ta đăng ký mua rất là nhiều cổ phiếu. Đấy thì đấy chính là đã gần và tiệm cận những vùng đáy, và chúng ta xác nhận cái phiên tạo đáy thứ nhất chính là cái phiên thấp nhất trong cái chu kỳ giảm đó. Đây. Lấy cho mọi người một cái ví dụ xem, đó là chính là cái phiên bùng nổ theo đà. Sau một cái nhịp giảm này của thị trường nhá, cái nhịp này nó giảm là cũng giảm hai nhịp, một nhịp giảm này, sau đó nó có những cái nhịp hồi lên một chút và nó giảm tiếp. Đấy, nó giảm tiếp và chúng ta xác định được rằng cái phiên này chính là cái phiên tạo đáy thứ nhất. Đây chính là cái phiên tạo đáy thứ nhất này, bởi vì nó có cái đáy thấp nhất trong cái chu kỳ giảm, thì đó chính là cái phiên tạo đáy thứ nhất. Và cái phiên kế tiếp nó chính là cái phiên bùng nổ theo đà ấy mọi người nhé. Nếu mà ai tham gia được ở cái giai đoạn này ấy, thì chúng ta mới có thể biết được rằng cái dòng tiền nó vào rất là lớn và nó có sự lan tỏa đến tất cả các nhóm ngành cổ phiếu như mình vừa nói ở trên. Đó là một cái điều kiện cần thiết để chúng ta xác nhận được rằng đó là cái phiên bùng nổ theo đà, thì nó sẽ lan tỏa đến tất cả các nhóm ngành cổ phiếu, và rất nhiều các cổ phiếu nó tím nhé mọi người nhé. Rất nhiều các cổ phiếu nó tím và rất nhiều các cổ phiếu nó sẽ tím ở trong giai đoạn này. Đấy. Và cái phiên bùng nổ này ấy, thì mọi người có thể để ý ở đây là cái lượng thanh khoản của nó rất là thấp đúng không mọi người? Cái lượng thanh khoản rất là thấp như thế này là do thị trường của chúng ta nó bắt đầu rơi vào cái dịp nghỉ Tết Nguyên Đán đấy mọi người nhé. Thường thì khi mọi người đầu tư cổ phiếu ấy thì tốt nhất là mọi người nên rút rút ra khi thấy thị trường, hoặc là khi chúng ta bước vào những cái gần bước vào những cái kỳ nghỉ lễ. Đấy, những cái kỳ nghỉ lễ nó rất là gọi là thanh khoản nó rất là thấp mọi người ạ. Cái dòng tiền chủ yếu rút ra là để đi mua sắm rồi. Vì thế nên là chúng ta tốt nhất là chúng ta sẽ rút tiền trước khi những cái kỳ nghỉ lễ. Những cái kỳ nghỉ lễ đấy thì cái áp lực bán rất là lớn, kể cả nhà tạo lập, những cái công ty tự doanh, những cái tổ chức đầu tư người ta cũng sẽ rút tiền về. Vì thế tốt nhất là mình nên rút trước họ. Đấy. Thì cái thanh khoản ở đây nó rất là eo uột này, nó không có thanh khoản và thị trường nó chỉ sideways đi ngang. Sau đó thì nó mới có những cái nhịp tăng mọi người nhé. Và cái phiên bùng nổ theo đà này là cái phiên trường hợp đặc biệt. Nó bùng nổ ngay cái ngày thứ hai sau cái phiên tạo đáy thứ nhất. Đấy. Sau cái ngày tạo đáy thứ nhất thì cái ngày thứ hai là nó bùng nổ theo đà luôn. Đấy. Và mình cũng rất hy vọng rằng cái thị trường của chúng ta cái giai đoạn này nó sẽ có những cái nhịp mà nó bùng nổ theo đà mọi người ạ. Bởi vì sau cái phiên tạo đáy thứ nhất của ngày hôm phiên tạo đáy thứ nhất của ngày hôm 26 tháng 4 thì đến hôm nay nó cũng là đến cái ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6. Hôm nay nó cũng là ngày thứ 6 rồi. Đấy, ngày thứ 6 rồi mà hôm nay thị trường chúng ta có những cái nhịp tăng điểm. Tuy nhiên nó chỉ là cái hiệu ứng tăng điểm từ nhóm VN30, nó xanh vỏ đỏ lòng, nó không có sự lan tỏa đến tất cả các nhóm ngành. Vì thế chúng ta không mà nó cũng không đủ cái điều kiện được gọi là một phiên bùng nổ theo đà. Nó phải tăng ít nhất là 1,5%. Đấy. Và nó có sự lan tỏa đến tất cả các cổ phiếu. Đấy, mọi người phải nhớ những cái điều kiện
mọi người phải nhớ đến những cái điều kiện đấy nhá. Đấy, khối lượng giao dịch thì chúng ta có thể chúng ta rất khó để nhận biết, bởi vì là cái thời điểm bây giờ ấy thì cái khối lượng giao dịch ở những cái phiên trước nó khá là lớn. Đây, ví dụ như những cái nhịp giảm như này, giảm thì khối lượng rất là lớn, nên là cái trung bình 10 phiên ấy nó ít nhất nó phải cao hơn cái trung bình 10 phiên này. Đấy, nó phải tăng lên qua cái trung bình 10 phiên này và với cái biên độ tăng từ 1,5% trở lên. Và cái thị trường của Việt Nam cái thời điểm hiện tại thì nó cũng thường, nếu những cái phiên bùng nổ theo đà, nó thường tăng từ 2 đến 3% nhé mọi người nhé, nó thường tăng từ 2 đến 3% nhé. Hôm nào mà thấy thị trường nó tăng khỏe như thế mà có dòng tiền lớn vào ấy, có khối lượng lớn vào quyết liệt thì tức là chúng ta đã thoát được cái chu kỳ giảm rồi. Còn bây giờ chưa có một cái dấu hiệu gì xác nhận là chúng ta đã thoát khỏi cái chen giảm nhé, nên là mọi người cũng nên cẩn thận với cái tài khoản của mình. Đấy, thì nếu mà nó xấu hơn thì nó có thể nó xuống cái vùng 1.200 này, là cũng là với có cái vùng hỗ trợ cứng nhá mọi người nhá, 1260, nó có hỗ trợ ở 1260, sau đó thì nếu mà rơi tiếp thì nó sẽ về 1.200. Đấy, trong đấy là trong cái trường hợp xấu, còn không thì VN Index nó sẽ có những nhịp nó quay xuống nó test lại, nếu nó không có phiên bùng nổ theo đà thì nó sẽ phải quay xuống nó test lại. Bùng nổ theo đà, mình nhắc lại một lần nữa, nó là xác định thị trường vào quá trình đẩy giá. Vì thế lúc đó chúng ta sẽ tham gia lại vào thị trường, tìm những cổ phiếu tích lũy được ở thời điểm đó thì là những dòng dẫn, không tham gia quá sớm và cũng không tham gia quá muộn thì anh em sẽ đạt được cái lợi nhuận rất là cao. Đấy là một cái lời khuyên cho mọi người khi mọi người chờ đợi những cái phiên bùng nổ theo đà của thị trường chung như thế này. Thị trường chung như thế này bây giờ chúng ta cũng chưa khẳng định được rằng nó có giảm tiếp hay không, mà khả năng nó giảm vẫn là có đấy nhá, nên mọi người cũng nên cẩn thận. Đấy, chúng ta đi tìm những cái cổ phiếu có nền tảng tích lũy lớn đi, rồi khi nó có phiên bùng nổ theo đà thì chúng ta sẽ tham gia cổ phiếu đó, chờ có những cơ hội chúng ta tham gia cổ phiếu đó thì nó sẽ là đúng cái thời điểm để chúng ta mua được cái mức giá tốt nhất của cổ phiếu nhá. Đấy. Đấy, và các cái nội dung của cái bài ngày hôm nay thì nó cũng kết thúc ở cái chỗ cái ngày bùng nổ theo đà này rồi. Thì anh chị em nào mà có những cái câu hỏi mà chưa rõ ở phần nào thì mọi người có thể trao đổi để mình giải thích luôn để mọi người cùng nắm được nhá. Đấy, mọi người chưa hiểu ở cái phần nào không? Chưa hiểu ở cái phần ngày tạo đáy, hay là mọi người có thể chưa hiểu ở cái ngày bùng nổ theo đà không? Thì mọi người có thể nói nhá. Anh chị em đâu nhỉ? Anh chị em có thể nói hoặc là chat cũng được. Nếu mọi người ngại nói thì mọi người có thể chat ở trên này thì mình sẽ nhìn thấy. Để mình có nội dung nào mà mọi người chưa hiểu không? Về các ngày bùng nổ theo đà. Tin xấu dày đặc này, truyền thông chuyên gia nhận định giảm tiếp này, đó là những cái dấu hiệu mà thị trường chuẩn bị tạo đáy này. Có những cái giao dịch ảm đạm ở cái vùng đáy này, tốc độ rơi của các cổ phiếu thì nó giảm dần này, và ở một cái biên độ nhỏ mà khối lượng giao dịch thấp. Đấy, thì cũng là những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết được rằng thị trường nó chuẩn bị vào những cái pha tạo đáy, có những cái điểm tạo đáy.
Alo, anh chị em có ở đấy không? Tại sao không ai nói gì nhỉ? Mọi người chưa hiểu chỗ nào thì mọi người có thể hỏi luôn đi. Hoặc mọi người có thể muốn xem cổ phiếu nào thì mọi người có thể hỏi nhé. Cái buổi ngày hôm nay thì nói về cái phiên bùng nổ theo đà và cách cách xác nhận đáy của thị trường thì cũng cũng đã nói hết nội dung rồi. Thì mọi người có thể hỏi đi. Duyên có hỏi là cái thời điểm này đầu tư vào nhóm ngành nào, thì cái thời điểm này thì chúng ta nên ưu tiên những cái nhóm ngành có nền tảng tích lũy. Ví dụ như như đầu phiên anh có nói nha Duyên nhá, là những cái cổ phiếu như dòng bán lẻ đấy. Mọi người chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là những cái cổ phiếu này nó đã có một cái nền tảng tích lũy này, thì sau những cái nhịp giảm cùng chung với thị trường thì chúng ta có thể chúng ta chú ý được những cái dòng này, dòng bán lẻ, dòng bán lẻ nhá, dòng thủy sản này, dòng thủy sản cũng có những cái biên độ tích lũy rồi và nó cũng chạy chưa được bao nhiêu. Dòng phân bón thì nó cũng chạy được một đoạn và nó cũng đang tái tích lũy lại mọi người nhá. Dòng này nó đang tái tích lũy lại rồi. Đây, nó cũng có một nền tảng tích lũy lớn và đây là cái những cái nhịp mà tái tích lũy. Nó cũng chạy được ba mấy phần trăm và nó cũng chưa 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 đem lại được lợi nhuận bao nhiêu. Đấy. Đây, những cái dòng này nó cũng có những cái sự tích lũy này mọi người này, dòng thủy sản này, dệt may này, TNG, anh Danh hỏi con TNG. TNG nó cũng là một cái dòng mà có nền tảng tích lũy này. Đấy. Đây là những cái cổ phiếu mà chúng ta cũng có thể chú ý được ở giai đoạn sau, sau khi thị trường nó có những cái phiên bùng nổ theo đà ấy, mọi người nhé. À, cái thời điểm này chúng ta mua thì cũng được thôi, nhưng mà nó cũng chưa có những cái sự an toàn nhất định cho chúng ta. Đấy. Cái cổ phiếu như TNG này nó mới gãy như thế này rồi thì nó cần phải có những cái nhịp mà nó tích lũy thêm thì khả năng mới có những cái nhịp, những cái điểm mua an toàn để chúng ta tham gia. Đấy, khi nào cái khối lượng mà nó cạn kiệt đi, nó cạn kiệt dần ấy, cạn kiệt nhỏ như thế này, nó cạn kiệt nhỏ như thế này thì lúc đó chúng ta mới xem xét để chúng ta tham gia cổ phiếu nhá anh nhá. Bạn Bình Trung ASM BCG. ASM thì là một cái cổ phiếu của nó là đa ngành, cái cổ phiếu này là nó tương đối là đa ngành. Đấy. Cái cổ phiếu này nó cả về thủy sản này, điện, nó cả về điện năng lượng mặt trời này, nó cả về bất động sản này, cổ phiếu ASM này. Cái thời gian vừa qua ấy, nó tăng rất là tốt vì nó ăn theo cái sóng của thủy sản. Cái cổ phiếu này nó cũng đã tăng lên được và nó tạo thành hai cái đỉnh này rồi. Và sau khi tạo được hai cái đỉnh này rồi thì cái cổ phiếu nó sẽ phải mất thời gian để nó tích lũy lại nha mọi người nhá. Nó sẽ phải mất thời gian để nó tích lũy lại thì nó mới có những cái cơ hội nó tăng được lên đây. Không thì nó sẽ tăng được đến đến đây thôi. Đến đây thì nó đã gặp những cái áp lực bán rất lớn từ cái vùng vùng đáy này rồi. Thì cái cổ phiếu nó muốn tăng nữa ấy, thì nó phải có những cái sự điều chỉnh tích lũy lại thì nó mới có những cái nhịp tăng nha mọi người nhá. Và cái quan trọng nhất mọi người là khi mọi người chọn cái cổ phiếu, chúng ta phải chọn những cái cổ phiếu nào mà nó có cái xung lực nó mạnh thì chúng ta mới kiếm được nhiều lợi nhuận nhá. Trong một cái nhóm ngành và chúng ta sẽ đánh theo nhóm ngành, cái sóng dòng, đánh theo cái sóng dòng của nó ấy, thì chúng ta sẽ chọn một cái cổ phiếu thôi. Ví dụ mua một dòng chúng ta sẽ chọn một cái con mạnh nhất. Đấy, để chúng ta mua. Chúng ta mua thì chúng ta sẽ cầm nắm lâu dài nếu chúng ta mua vào những cái phiên mà có sự xác nhận của bùng nổ theo đà. Và quan trọng trọng nhất của thị trường bây giờ vẫn là chờ đợi những cái phiên đó. Thị trường mà không có những cái phiên bùng nổ theo đà thì nó rất dễ là nó sẽ quay về, nó giảm tiếp, hoặc là cái sóng tăng của nó không được mạnh, nó yếu lắm, nó chỉ một thời gian ngắn thôi,
là nó lại cắm đầu đi xuống. BCG cũng là một cái cổ phiếu mà nó có thiên hướng về điện năng lượng tái tạo, thì cái cổ phiếu này thì nó cũng cái đợt vừa rồi nó hồi rất là mạnh, và mọi người có thể thấy là nó chạm cái đường kháng cự M20 không? Chạm cái đường kháng cự M20 và nó cũng là cái vùng kháng cự này, thì nó cũng có những cái nhịp mà nó ngừng cái đà tăng, thì khả năng cái cổ phiếu này nó sẽ phải tích lũy lại nếu mà thị trường sideways. Còn khi thị trường mà nó có những cái biên độ mà nó giảm xuống thì cổ phiếu này nó sẽ quay lại nó test đáy cùng thị trường nhá mọi người nhá. Thì anh chị em nào cầm nắm thì chúng ta chú ý để chúng ta xử lý cổ phiếu, bởi vì nếu mà nó tích lũy lại được ở đây thì chúng ta mới cầm nắm tiếp đấy, còn nếu mà nó giảm thêm nữa thì chúng ta cũng tìm cách chúng ta lướt T0 nếu mà nó có đáy số 2. Đáy số 2 là lướt T0 thì nó khá là an toàn. Hương HBC à? HBC thì nó cũng chạm cái đường kháng cự M20 và nó đi xuống rồi ạ. Thì cái cổ phiếu này thì mình cũng theo dõi thôi, bởi vì là nó phải có những cái biên độ tích lũy thì nó mới tăng giá được, bởi vì cái vùng trên này này, vùng này là một vùng kháng cự rất là mạnh ở cái vùng giá là 25.3 đổ lên, và nó phải bẻ cong được cái đường M20 này. Đấy, bẻ cong được đường M20 này thì cái này chúng ta sẽ xem thêm cả cái chỉ báo MACD. MACD nha mọi người nhá. Và MACD thì nó cũng có cái dấu hiệu mà nó có một đáy rồi đấy. Nó có một đáy, và khi nếu mà cổ phiếu mà nó muốn đi lên tốt ấy thì nó phải có cái hai đáy. Hai đáy là nó khá là uy tín hơn là cái một đáy như thế này. Một đáy như thế này nó vẫn có những cái sự điều chỉnh nhất định, còn khi nó có hai đáy rồi thì nó sẽ leo lên được ít nhất là trên cái vùng trên không này. Đấy, trên không này thì nó sẽ tốt hơn cho mình. Và mọi người bắt đáy thì mọi người muốn mua một cái cổ phiếu mà bắt đáy thì mọi người cũng phải để ý cái ở cái chạc 1 giờ này này. Cái chạc 1 giờ này là cái chạc mà chúng ta có thể xem để chúng ta bắt đáy cổ phiếu nhá. Bắt đáy cổ phiếu thì khi ở cái chạc 1 giờ này nó có những cái nhịp này này. Đây mọi người có thể thấy không? Đây nhá, đây hướng dẫn mọi người cách mọi người bắt đáy cổ phiếu khi nó giảm mạnh. Đây mọi người có thể thấy là ở cái chạc 1 giờ này nó tạo được hai đáy này này. Đây này, nó tạo được hai đáy nhá. Thì mọi người thấy ở cái MACD này nó cũng có hai đáy và nó hướng lên đúng không? Thì khi hai cái điểm MACD này cắt nhau, chúng ta có thể giải ngân. Đấy, chúng ta có thể giải ngân một phần tiền để chúng ta ăn một cái nhịp ngắn. Đây gọi là đánh ngắn nhá. Đánh ngắn thì chúng ta sẽ sử dụng cái chạc 1 giờ này. Đấy, chúng ta mua ở đây, lên đến đây thì chúng ta cũng được khoảng 3%. Nếu mà nó chạy lên đến đây nữa thì chúng ta cũng được khoảng 4%. Nhưng mà đấy là đánh ngắn thôi nhá mọi người nhá. Đánh ngắn thì chúng ta phải nhìn thấy hai cái đáy của nó. Còn khi đánh ở cái chạc một ngày này thì chúng ta phải thấy nó có cái xu hướng tăng rõ ràng, hoặc là nó biểu đồ ấy, nó phải có hai đáy cơ thì lúc đó chúng ta mới mua. Chúng ta cũng có thể xem các vùng hỗ trợ của nó ở cái chạc giờ, chạc tuần thì xem cái hỗ trợ nó dễ vì nó thu gọn biểu đồ rồi. Đây mọi người có thể thấy không? Đây chính là cái hỗ trợ của cổ phiếu như HBC nhá. Đây mọi người có thể thấy là khi nó chạm cái hỗ trợ của đỉnh cũ thì nó có những cái nhịp nó bật tăng đúng không? Và đây mọi người xem để biết là những đâu là cái hỗ trợ và cái kháng cự của nó. Và cái hỗ trợ và kháng cự thì chúng ta sẽ có trong cái chương trình học của cái buổi số buổi số 3 thì chúng ta sẽ có chương trình học về cái hỗ trợ và kháng cự, và chúng ta sẽ học cái này thật là nhuần nhuyễn để chúng ta xác định được rằng chúng ta nên mua ở các vùng hỗ trợ và chúng ta sẽ bán ở các vùng kháng cự nhé mọi người nhé. Thì cái buổi số 3 này chúng ta sẽ học cái hỗ trợ và kháng cự. Đến cái buổi thứ 4 thì chúng ta sẽ học các dòng dẫn trong một chu kỳ sóng và kỹ thuật test hai đáy. Đấy. Cái buổi thứ 4 này là chúng ta sẽ làm cách nào để chúng ta xác định được rằng cái dòng dẫn trong một cái chu kỳ sóng mới. Đấy, và cái kỹ thuật test hai đáy của nó trước khi nó đi lên. Và đến cái buổi thứ 5, thứ 6 này là cũng là những cái buổi rất là hay này. Cái buổi này thì chúng ta sẽ nghiên cứu về các thanh ba. Chúng ta sẽ nghiên cứu về các ý nghĩa của các thanh ba. Chúng ta sẽ học về các ý nghĩa của các thanh ba và cách sử dụng của các thanh ba
ở trong cái phân tích kỹ thuật đấy. Khi chúng ta nhìn những cái biểu đồ như thế này, chúng ta nhìn những thanh ba thì chúng ta có thể hiểu được cái ý nghĩa của nó đấy. Chúng ta sẽ hiểu được cái ý nghĩa của nó nhé mọi người nhá. Ví dụ khi trong nói ví dụ với mọi người trong một cái quá trình đi lên thì nó có những cái nhịp mà nó có tổ chức, người ta sẽ kiểm định cái cung cầu của cổ phiếu, và đây là một cái phiên gọi là phiên no supply này, và đây là một cái phiên gọi là phiên test cung, hai phiên test cung liên tục của cổ phiếu đấy. Trước khi một cổ phiếu nó đi lên ấy, nó phải có những cái nhịp test, nhịp kiểm tra, và những cái thanh ba như thế nào thì chúng ta gọi là phiên test cung, và thanh ba như thế nào thì chúng ta gọi là no supply. No supply tiếng Anh dịch ra tiếng Việt nghĩa là nó không có cung nữa, nó đã cạn kiệt cái lượng cung rồi đấy. Thì chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ xác nhận được rằng để chúng ta có những cái điểm mua trước khi cái cổ phiếu nó chạy, hoặc chúng ta sẽ mua ở những phiên bùng nổ mọi người nhé. Nếu mà mua trước khi cổ phiếu nó chạy thì chúng ta sẽ lấy vị thế khoảng 30% thôi đấy. Lấy vị thế 30% thôi thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái nhịp mà chúng ta mua được cái cổ phiếu với cái mức giá tốt. Còn nói về cái cổ phiếu TTF này thì cái cổ phiếu này thì mình cũng đã nói phân tích ở trong cái Zoom VIP rồi. Cái cổ phiếu này thì là một cái cổ phiếu nó có một nền tảng tích lũy dài này, và nó có cái những cái mẫu hình mà nền chồng nền đi lên này, nó có những cái mẫu hình nền chồng nền đi lên này đấy. Sau một cái nhịp tăng thì nó lại là nó tái tích lũy lại kênh trên nhé mọi người nhé. Nó sẽ tái tích lũy lại ở kênh trên nhé. Đây là cái nhịp tái tích lũy của nó này, nó vẫn đang ở trong cái biên độ dao động của cái chiếc hộp đa vát này đấy. Và cái cổ phiếu này nó sau khi nó tái tích lũy và cái khối lượng nó cạn kiệt đi, đây là cũng là một cái khối lượng mà nó đang ở cái mức là có thể gọi là cái tam giác nó hướng xuống rồi. Đây đây chúng ta có thể coi là cái tam giác, và đây là cái kiểu tam giác hướng xuống khi cái cổ phiếu mà nó tích lũy ổn nha mọi người nhá. Đấy thì cái cổ phiếu này nó cũng đang dao động ở trong cái biên độ, và cái vùng mà gom lại hàng của tổ chức ấy thì nó nằm ở cái vùng này. Đấy, mọi người biết vì sao nó ở cái vùng này không? Vì cái vùng này ấy, chúng ta nhìn thấy cái giá đóng cửa của nó này, nó cứ san sát nhau này, nó cứ tổ chức người ta cứ đưa về một cái mức giá đóng cửa nhất định này. Đây này, đây là cái vùng mà vùng chủ ý của tổ chức ấy, mọi người có thể kẻ một cái đường thẳng và nó chủ yếu nằm ở những cái mức giá nào thì chúng ta có thể biết được rằng là tổ chức người ta đang muốn cái cổ phiếu đó nó ở mức giá nào. Đấy. Thì cái cổ phiếu TTF này thì chúng ta vẫn có thể cầm nắm được và chúng ta đánh trung hạn. Cái cổ phiếu này nó không phải là cổ phiếu để chúng ta đánh ngắn hạn đâu. Hôm trước mua thì mua ở cái nhịp mà nó tin tưởng vào cái hỗ trợ của nó quá. Tuy nhiên thì với cái thị trường chung nó khá là xấu nên là nó đánh đứt gãy luôn cái hỗ trợ này. Đấy, và vì thế chúng ta phải cầm cái cổ phiếu TTF đến tận bây giờ. Đấy, và có những cái nhịp mà anh chị em nào mà canh những cái nhịp mà nó có những cái nhịp nó test lại đáy ấy. Cái cổ phiếu này nó có hai lần nó test đáy, có một lần tạo đáy này và một lần test đáy rồi này đấy. Thì anh chị em nào mà canh những cái nhịp mà nó quay xuống nó test lại đáy ấy, thì chúng ta có thể mua trung bình giá đối với cái cổ phiếu TTF này nhé mọi người nhá. HAH, bạn clip Nguyễn này, HAH nhá, thì cái cổ phiếu này hôm nay nó có một cái phiên test lại với khối lượng lớn như thế này thì nó khá là rủi ro các bạn nhé. Cổ phiếu này thì nếu anh em nào mà có hàng thì chúng ta cầm thôi, còn khi cái cổ phiếu mà nó test lại mà nó có khối lượng lớn như thế này thì chúng ta không nên chúng ta tham gia vội nhé mọi người nhé. Cái phiên mà test lại như thế này thì rất dễ là nó dính vào cái nhịp điều chỉnh ấy. Mình nghĩ rằng nó sẽ vào những cái nhịp điều chỉnh và ít nhất là nó sẽ điều chỉnh về cái vùng đỉnh cũ này. Đấy. Thì cái nhịp này rất dễ là nó dính vào những cái nhịp điều chỉnh về đỉnh cũ nhá, khoảng tầm 75 đến 77. Đấy. Anh chị em nhé. Thì sau khi học thì mọi người sẽ phân tích được cổ phiếu và mọi người xác nhận được cái đâu là hỗ trợ và đâu là kháng cự, thì mọi người sẽ biết được rằng cái cổ phiếu nó sẽ
có thể rơi về cái mức mức nào gọi là mức hỗ trợ của nó nhá. Thì hỗ trợ thì nó có nhiều dạng, gọi là hỗ trợ lắm, hỗ trợ đỉnh này, hỗ trợ nền này, hỗ trợ đáy này đấy, thì nó có nhiều mức hỗ trợ. Thì lúc nào mà chúng ta học xong buổi số 3 thì chúng ta sẽ biết cách xác nhận hỗ trợ và kháng cự. Thì lúc đó chúng ta có thể nhìn một cái cổ phiếu như thế này, chúng ta sẽ xác nhận được rằng cái phiên test lại này mà nó với khối lượng lớn như thế này thì rất có khả năng tổ chức người ta sẽ quay xuống, người ta tích lũy lại ở cái vùng đỉnh cũ đấy. Đấy cũng là một cái cách để chúng ta nhận biết được và phân tích được cổ phiếu nha mọi người nhé. Thì cái bài học hôm nay anh chị em có câu hỏi nào về cái bài học ngày hôm nay không? Mọi người đã hiểu hết chưa? Anh chị em đã hiểu hết chưa? Đấy thì mọi người cứ theo cái lý thuyết đấy thì mọi người xác nhận thị trường chung nhá, xong mọi người có thể đánh giá xem nếu mà thị trường chung có phiên bùng nổ theo đà thì có đúng là nó sẽ kết thúc cái chu kỳ giảm không nhá. Cái dịp này cũng là một cái dịp rất tốt để mọi người có thể áp dụng cái lý thuyết này vào thực tiễn luôn, áp dụng cái lý thuyết này vào thực tiễn luôn để chúng ta tự đánh giá xem cái phiên bùng nổ theo đà nếu mà nó xuất hiện thì có đúng là nó sẽ đổi chiều của cái đổi chiều xu hướng của thị trường chung nha mọi người nhé. Đấy. Đấy thì hôm nay cái buổi học ngày hôm nay thì anh chị em nào mà chưa tham gia được thì mọi người mình sẽ gửi cái video thu của ngày hôm nay để mọi người xem và